Miễn chào quý vị khán giả đã đến với kênh Tuệ Thẩm Giác Ngộ. Kính chúc các cô chú, các anh chị và các bạn sẽ luôn dồi dào sức khỏe, bình an và may mắn. Ngay sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về sức khỏe mà chúng tôi vừa cập nhật trong 24 giờ qua. Mời quý vị cùng theo dõi. Bác sĩ kể lại tình hình sức khỏe của bác Trọng trước khi ra đi. Ai biết cũng nghẹn ngào, xót xa, rớt nước mắt. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chiều 19 tháng 7. Hơn 4 năm chăm sóc, Tổng Bí thư đã để lại cho các y bác sĩ nơi đây nhiều kỷ niệm và những bài học quý giá. Tổng Bí thư vừa điều trị, vừa làm việc đến cuối đời. Đối với các y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, thời gian hơn 4 năm qua được chăm sóc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, những tình cảm ân cần, thăm hỏi, chia sẻ của Tổng Bí thư dành cho các cán bộ y tế bệnh viện, sự tận tâm cống hiến của ông đều mang lại cho mỗi người một bài học quý giá. Ngày 22 tháng 7, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đội ngũ nhân viên y tế chăm sóc Tổng Bí thư chia sẻ về những ngày cuối cùng của cuộc đời ông. Toàn bộ nhân viên, cán bộ y tế, khoa chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương nói riêng và cán bộ y tế Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nói chung vẫn bần thần khi mà nhắc lại quãng thời gian đau thương diễn ra vào chiều 19 tháng 7 khi Tổng Bí thư từ trần. Thiếu tướng, giáo sư tiến sĩ Lê Hữu Song là giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 bày tỏ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 rất vinh dự được Đảng và Nhà nước, quân đội giao cho nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ cao cấp và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đặc biệt là trong thời gian qua, thì bệnh viện được chăm sóc sức khỏe cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Để chăm sóc sức khỏe cho Tổng Bí thư, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cũng đã mời các chuyên gia y tế từ trong và ngoài nước để hội chẩn, đưa ra phương án điều trị tốt nhất cho ông. Sau mỗi một lần hội đồng chuyên môn của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương hội chẩn xong thì xin thông qua với Tổng Bí thư phương án điều trị, sử dụng các kỹ thuật chăm sóc. Ông đều nói một câu rất ấm lòng: tuân chỉ. Điều ấy giúp chúng tôi tự tin hơn, bao mệt mỏi cũng tan biến, mong muốn được chăm sóc Tổng Bí thư một cách tốt nhất. Ông cũng chưa bao giờ khó chịu về việc chăm sóc của nhân viên y tế, luôn kiên trì điều trị và tuyệt đối tuân thủ chỉ định của đội ngũ chăm sóc. Thiếu tướng Lê Hữu Song đã nói. Theo Thiếu tướng Lê Hữu Song, trong suốt quá trình điều trị, mặc dù có mệt, nhưng mà Tổng Bí thư vẫn luôn cố gắng tập từng bước để sức khỏe của mình bình phục trở lại. Có lúc mệt mỏi, không muốn ăn, nhưng mà ông vẫn cố gắng ăn theo tiêu chuẩn để có được sức khỏe tiếp tục làm việc. Sự cố gắng của ông làm cho toàn bộ cán bộ nhân viên bệnh viện càng phải nỗ lực hơn nữa trong công việc của mình. Dành sự kính trọng, ngưỡng mộ của một người bác sĩ đối với bệnh nhân đặc biệt như Tổng Bí thư, Thiếu tướng Lê Hữu Song tâm sự. Tổng Bí thư là một người gần gũi, rất giản dị. Đặc biệt là trong những ngày cuối sức khỏe yếu dần, Tổng Bí thư vẫn duy trì cường độ làm việc của mình. Mặc dù hội đồng chuyên môn đã tiên lượng được sức khỏe của ông, nhưng mà vẫn vô cùng bất ngờ trước sức làm việc của Tổng Bí thư. Ấn tượng đó khiến cho chúng tôi cảm thấy mình nhỏ bé quá. Tổng Bí thư đã truyền lại cho chúng tôi năng lượng để chúng tôi tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa, ông Song đã kể lại. Là một người trực tiếp chăm lo cho Tổng Bí thư trong nhiều năm qua, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phương Đông, thuộc khoa bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tâm sự. Cho đến những ngày tình trạng sức khỏe yếu đi, Tổng Bí thư vẫn duy trì làm việc. Khoảng 9 giờ đến 9 giờ 30 sáng, Tổng Bí thư nghe các trợ lý, thư ký báo cáo về tình hình công việc. Từ sau 10 giờ 30 vào buổi chiều, Tổng Bí thư dành thời gian tiếp các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Khi nào thấy sức khỏe tốt,
ông lại ngồi đọc, ngồi nghiên cứu tài liệu. Ông làm việc cho tới hơi thở cuối cùng. Ngày 13 tháng 7, ông vẫn làm việc, nhưng mà chiều chúng tôi phải đặt ống thở máy. Giây phút cuối, biết không thể cứu được ông, chúng tôi cảm thấy mình như sắp xa một người cha, một người ruột thịt. Nhiều người bật khóc. Chúng tôi thấy rất buồn, trống vắng, hụt hẫng, tiếc thương, như mất đi một điều gì đó thiêng liêng không thể nào tả nổi. Chúng tôi vô cùng thương tiếc một người vĩ đại như ông, và tiếc là không thể làm gì được hơn cho ông. Phó giáo sư tiến sĩ Đông nghẹn ngào nói. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Y tế, cho biết khi còn công tác ở Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và Hội đồng chuyên môn, bà được giao nhiệm vụ chủ trì các cuộc hội chẩn giữa chuyên gia đầu ngành của hầu hết các chuyên khoa. Từ đó thì ban sẽ đưa ra phác đồ vật lý trị liệu Đông y, Tây y, rồi thì chế độ nghỉ ngơi, sinh hoạt nghiêm ngặt nhằm phục hồi khả năng vận động và làm việc bình thường cho Tổng Bí thư. Ông là bệnh nhân dễ chịu, hiền hòa, lạc quan, cố gắng hết sức để tuân thủ phác đồ điều trị khắt khe. Bà Tiến kể lại, cho biết rằng Tổng Bí thư thường nói đùa là các y bác sĩ quá hà khắc với mình. Ông gọi tên bác sĩ Lợi, chuyên gia vật lý trị liệu, là Hà Khắc Lợi, còn bà là Hà Khắc Tiến. Hội đồng chuyên môn giám sát chặt chẽ bữa cơm của Tổng Bí thư, đảm bảo đúng chế độ dinh dưỡng mà bác sĩ đã quy định. Cục quản trị văn phòng Trung ương thương ông, muốn điều chỉnh chế độ ăn, nhưng mà bà Tiến không đồng ý. Chúng tôi thấy Tổng Bí thư khá là căng đối với phác đồ điều trị, cho nên sau khi họp hội chẩn, ghé lại và hát cho ông nghe. Ông rất thích và cũng hát cùng luôn. Nguyên Bộ trưởng Y tế đã nhớ lại. Mỗi khi muốn nghỉ ngơi, Tổng Bí thư ngồi trên bộ bàn ghế được xếp ở hành lang, rồi ngắm sông Hồng, trò chuyện với y bác sĩ. Đôi lúc thì ông đọc thơ về phong cảnh, về cuộc sống, kể về thời đạp xe trên triền đê quê của mình. Khi đi bộ dọc hành lang bệnh viện thì ông rất thích hát bài Bài ca Bắc Sơn. Các y bác sĩ trong ca trực tập và hát cùng ông vài câu. Như Bắc Sơn nơi đó xa trường xưa, Bắc Sơn đây núi rừng chiến khu. Không khí rộn cả một góc hành lang như thế. Bệnh nhân đặc biệt, giản dị, gần gũi. Đối với đội ngũ nhân viên y tế tại đây, Tổng Bí thư là một người bệnh nhân đặc biệt. Bởi vì ông là một người luôn luôn phối hợp, tuân thủ trong mọi công tác điều trị và làm hài lòng, yên tâm với trình độ, trí tuệ, tâm huyết của đội ngũ nhân viên y tế bệnh viện. Là điều dưỡng, rất vinh dự khi mà được trực tiếp chăm sóc Tổng Bí thư trong khoảng từ 4 đến 5 năm qua. Thiếu tá điều dưỡng viên Nguyễn Thị Hồng tâm sự: Tổng Bí thư là một người rất giản dị, mộc mạc, hiền lành, để lại cho các y bác sĩ nhiều yêu thương, nhiều cảm xúc. Đối với chúng tôi, Tổng Bí thư là một tấm gương giản dị, mộc mạc, chân thành, rất quan tâm đến đời sống của anh chị em trong khoa. Khi mà gặp chúng tôi, ông luôn hỏi han xem con cái chúng tôi học hành thế nào, các cháu bao nhiêu tuổi rồi, có khó khăn gì không. Những lúc ngồi ngắm sông và đi bộ ngoài hành lang của khoa, đi bộ buổi sáng và tối, thì ông luôn nói chuyện rất vui vẻ. Ông gắn bó với chúng tôi như là gia đình, như là người cha, người chú, và luôn thông cảm với sự vất vả của các y bác sĩ tại đây. Chúng tôi ở bên cạnh học tập được tấm gương của ông về sự hiền hậu, tận tụy với công việc. Điều dưỡng Hồng đã bộc bạch kể lại. Hướng đôi mắt của mình về căn phòng quen thuộc, điều dưỡng Hồng lại nghẹn ngào nói: Ngay cả khi Tổng Bí thư rời xa căn phòng này, khi chúng tôi quay trở lại đây vào ngày hôm sau, mắt của chúng tôi vẫn hướng về phòng của ông. Những nếp quen, thói quen sinh hoạt hàng ngày, những hoạt động chăm sóc ông mỗi ngày vẫn hiện hữu trong tâm trí của mỗi chúng tôi. Ông đã để lại cho chúng tôi nhiều tình cảm thương yêu nhất. Nhiều kỷ niệm đặc biệt.
Điều Dưỡng Hồng kể lại, sau thời gian căng thẳng, công việc vất vả, đôi lúc Tổng Bí thư hài hước chia sẻ về tình yêu mộc mạc, giản dị, đạp xe đi trên triền đê quê của ông. Chiều chiều, khi mà ông ngồi bộ ở bộ bàn ghế đặt ở ngoài hành lang hướng ra sông Hồng, thì Tổng Bí thư hay đọc những vần thơ nói vui về tình yêu. Nhớ ai nhớ mãi thế này, nhớ đêm quên ngủ, nhớ ngày quên ăn. Khâm phục sức làm việc phi thường của Tổng Bí thư, Điều Dưỡng Hồng cho hay ông gần như không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Mỗi khi tỉnh giấc, ngoài thời gian uống trà buổi sáng, tập thể dục, ông còn dành thời gian đọc báo, làm việc, tiếp khách. Khi nào mệt, Tổng Bí thư sẽ đề nghị được nghỉ ngơi. Chị Hồng cảm thấy rất vinh dự, may mắn khi mà được ngồi cạnh Tổng Bí thư vào mỗi bữa cơm. Khi ông ăn cơm thì chúng tôi cố gắng động viên ông ăn nhiều hơn, bởi vì khi ăn được nhiều, ông sẽ có sức khỏe hơn. Món ăn ưa thích nhất của ông chính là món sữa chua. Dù có bớt lại một phần cơm hay là thức ăn trong khẩu phần, nhưng mà lúc nào cũng ăn hết phần sữa chua của mình. Được chăm sóc ông, tôi cảm thấy may mắn, vinh dự, Điều Dưỡng Hồng tâm sự. Nữ điều dưỡng nhớ lại, Tổng Bí thư rất thích ăn kẹo lạc mầm. Trên bàn làm việc của ông lúc nào cũng có lọ kẹo. Mỗi lần các y bác sĩ ngồi quanh ông nghe ông kể chuyện, ông đều mời cùng thưởng thức, rất gần gũi, rất thân mật. Ngoài công việc thì lúc tập thể dục sáng sớm và tối, khi đi bộ dọc hành lang bệnh viện, Tổng Bí thư cũng rất thích hát bài ca Bác Sơn. Khi đó các anh em trong ca trực đều tập hát cùng ông vài câu: Bác Sơn nơi xa đó trường xưa, Bác Sơn đầy núi rừng chiến khu. Không khí rộn ràng khắp cả hành lang. Những lời hát ấy vẫn văng vẳng trong trí nhớ của mỗi cán bộ được trực tiếp chăm sóc cho Tổng Bí thư. Phía ngoài căn phòng điều trị, bộ bàn ghế gỗ được sắp xếp ngay hành lang, làm nơi thư giãn mỗi ngày của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nhân viên y tế. Phía ghế Tổng Bí thư ngồi thì hướng tầm mắt ra sông Hồng. Mỗi ngày ông đều dành thẳng thời gian sáng và chiều muộn để thảnh thơi thư giãn, ngắm toàn bộ cảnh sông Hồng lúc bình minh lên và rạng đông mỗi ngày. Nhưng lúc đó Tổng Bí thư nói chuyện thời sự, đôi khi là chuyện vui tếu táo để thư giãn. Thời gian các y bác sĩ tập vật lý trị liệu cho ông tại hành lang, có những lúc ông đọc một số câu thơ về phong cảnh, về cuộc sống. Thường xuyên hơn, Tổng Bí thư chia sẻ về những khó khăn, vất vả của cán bộ y tế. Tất cả dường như vẹn nguyên trong trí nhớ của mỗi cán bộ bệnh viện. Tấm gương về một vị lãnh đạo mẫu mực, giản dị, mộc mạc, gần gũi là một bài học cho cán bộ y tế tại đây cần phải tiếp tục nỗ lực, cống hiến, thực hiện sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân.